Hello, xin chào quý khán giả của Hồ Trâm Official. Hiện giờ thì mình đang ở bên nhà của anh chị chồng. À, thì hôm nay đã là 28 Tết rồi. Thì cả nhà đã về đông đủ rồi. Cho nên là chị mới nói là để nấu bún bò thì mình xuống sớm để mình phụ cả nhà. Bún bò chị nấu hết rồi, giờ chị giao cho một cái nhiệm vụ đó là cắt cái thịt bò làm sao cho nó mỏng ra. Rung rồi. Cũng có kinh nghiệm ngày xưa đi bán hủ tiếu gõ đó cả nhà. Cho nên bây giờ mình sẽ cắt một lát thịt bò nè, mỏng ra. Đây, chưa đủ mỏng lắm nhưng mà cũng rất là ngon. Nói chung là con dâu Út cho nên sẽ được theo thứ đúng không Hân? Trăm cắt mà bé Hân nó kêu là không sao đâu mợ, đâu mợ, có gì con dâu Út được tha thứ. Nói chung là mấy chị chồng nhà Trâm cũng dễ thương lắm, không ai khó chịu hay là khó tính gì đâu cả nhà ơi. Mình không biết thì mấy chị chỉ với mình làm thôi, có gì đâu. Đó, đây là những cái lát thịt bò mình sẽ cắt ra, mình bỏ vô trong tô đây để hồi nữa sẽ nấu khoảng hơn 20 tô bún bò luôn. Đây nè, qua đây khám phá bún bò mình. Đây, chị chồng của mình đã nấu một tô giò luôn, trời ơi đã không. Đây là một tô giò nha. Bún bò này gọi là bún bò mắm ruốc. Đây, qua đây. Một nồi luôn nè cả nhà. Rất là thơm luôn, xuất sắc luôn. Này là bún bò da le nha. Bún bò này là bún, gọi là bún bò da le nha. Nó thơm cái mùi mắm ruốc cực kỳ. Đó. Ủa cái trong này có cục than nè chị ơi. Ủa cục này là cục than. Ủa sao chị bỏ cục than vô hôm nay vậy? Ủa cục này cục than hả con? Phải than không? Phải, quế hả? Trời ơi mình tưởng là cục than chứ. Đây là cục quế nha cả nhà, không phải cục than đâu. Cái này á là mình nấu á. Nè đây cho mọi người coi cái nồi nè. Ôi ôi coi nè, bò nè, gân nè, tái nạm nè, đầy đủ luôn nha cả nhà. Đó, xuất sắc chưa, một nồi bún bò này nè. Này là chị chồng của Tâm là nấu là vô địch số 1 luôn. Mà biểu mở quán không mở, tại vì không có thời gian. Ở nhà quản lý xe đạp là đủ hết giờ rồi cả nhà. Đây là một chén mắm gừng nè. Đây chị làm một chén mắm gừng nữa nè. Lia từ từ thôi nha con. Một chén mắm gừng rất là ngon, đã chuẩn bị sẵn nè, tiêu nè, còn đây là ớt sa tế nữa nè. Đó, và đặc biệt nữa là cái món này Trâm ghiền nhất luôn, mỗi lần Trâm về. Đây, cái này là tỏi ngâm, tỏi với lại ớt đồ xanh nè, ngâm nè, hầm nè. Nhất chết không? Ủa ông Trọng ông ghiền cái này lắm. Đó, tô giò xuất sắc luôn. Đây, chưa hết đâu, rổ rau con. Rổ rau với bún nè. Đó, rổ rau xuất sắc chưa. Đây, ăn bún bò hơn 20 tô á chị, mở cái tiệm được luôn rồi đó. Hành ngò của Trâm cắt đấy. Hành ngò là Trâm ngồi trong cắt đó. Chị giao nhiệm vụ cho cắt cái này. Chị, thịt này cắt gì được chưa chị? Hôm qua bên đây nè. Thịt này cắt được chưa con chưa chị? Mỏng mà. Mỏng lắm á. Em đã cố gắng hết sức. Đây rồi, người chị Tàu Khang đã nấu nồi bún bò cho cả nhà ăn. Một hồi đem cắt coi nữa. Chu cha, mạnh dạn như vậy mà nãy kêu đừng có quay chị nha chị dị. Vậy được không? Anh đi, em cắt đây rồi. À, rồi. Giờ chị giao nhiệm vụ là sẽ cắt cái này ra. Mình không biết làm thì mấy chị chỉ cho mình làm. Mình đã theo chân chị hỏi bí quyết nấu cái nồi bún bò mắm ruốc này. Để mà mình vô Sài Gòn mình nấu nha cả nhà. Ngon lắm. Cái mùi nó thơm. Nó thơm cái mùi mắm ruốc cực kỳ luôn. Bình thường mình ăn mình đâu có biết là nấu từ mắm ruốc đâu. Bây giờ thì mình cắt xong là một hồi nữa khoảng 6 giờ rưỡi là tất cả gia đình sẽ tập hợp lại ở đây. Đó, từ con cháu gia đình anh chị em này kia là hơn mấy chục người luôn á cả nhà. Để mà gọi là đông đủ ngày mùng 1 luôn á là bữa nay là cũng vậy đó. Cũng phải tầm 30-40 người đó chứ mất đâu. Đây, cắt đủ mỏng chưa? Đó, cũng đẹp lắm chứ bộ. Cho Hân kiểm tra nè, mỏng chưa Hân? Được rồi. Phải mỏng hơn đi ha. Không nhớ được rồi, mỏng quá ăn nó không ấy. Rồi, mỏng quá rồi mỏng. Như giấy mà. Như giấy vậy. Dạ. Yeah. Cắt được chứ cắt mỏng quá, bỏ vô miệng nhai nhai cái nó nuốt mất tiêu. Tiêu mất cái miếng thịt bò, chưa cảm nhận được cái miếng thịt bò nó ra sao.
mấy nay Trâm về Trâm làm dâu á hả, sướng lắm, vậy cũng phụ mấy chị nấu cơm ăn đồ này kia thôi chứ đâu có bắt mình làm đâu. Tại vì mấy chị là biết cái vị quen của ba má sao rồi á, mình chỉ việc là mình lặt rau nè, mình lặt rau, mình đi chợ nè, mình mua đồ với lại bà chị chồng của mình, rồi phụ bán đồ nè, rồi chơi ngủ không mà chứ làm gì đâu. Cắt cái này nữa là xong nhiệm vụ rồi. Cái nồi bún bò này chị nấu bao lâu vậy chị? Bao nhiêu phút rồi vậy con? Dạ 6 phút. Rồi bây giờ Tâm sẽ dừng ở đây nha. Bây giờ là mình trở thành cô gái bán bún bò đúng rồi. Giờ mình lấy qua cho mình sắp thịt lên. Rào xong rất đủ rồi. Màu đậu quá, con gái bán bún màu đậu quá. Hỏi mẹ. Nhiều quá, mình lấy mô tô một ít ra. Phân sẵn luôn, hồi mấy anh chị xuống hết rồi. Mấy chục người đó. Mấy cái tô mà nhiều nhiều này chắc cũng cỡ này được rồi chị Hồng á. Nhiều á. Nhiều quá. Đúng rồi, cũng nhiều đâu. Nói chung là bỏ rau rồi vô nữa cho nó nhiều. Đó, nhiều quá. Sợ nhiều. Ê, được khoan bỏ hành đi con. Biết sao không? Sợ có nhiều người không ăn hành. Mình không biết ai không ăn hành. Bỏ mấy tô có hành là mấy ông đàn ông. Đồ quá hấp dẫn luôn. Bé Quỳnh bỏ thịt mà nó đếm. Nó đếm từng miếng. Sợ không đủ sao mà không đủ được con nhiều lắm. Cũng nhiều quá, nhiều cho heo ăn. Trời. Không nhiều quá rồi. Phút đó cắt tiếng luôn rồi. Con bé nó thật là háo hỉnh. Bé, một tô vừa vừa thôi. Ai ăn hết rồi mình còn lấy thêm nữa. Bún bò nhà làm là ngon xuất sắc. À có mấy chị đâu xuống được. Cô Hạnh xuống ta. À gọi cho cô Hạnh nữa chứ. Ờ cô Hạnh, cho cô Hạnh đi xuống ăn một xíu rồi về bán tiếp. Bán nhiều lắm, bên này đông lắm. Sao chị? Chú ơi sướng nha. Là chiều giờ phụ ở đây mà kêu sướng ha. Chứ ở nhà đâu làm gì, hôm nay biết chị nấu bún bò nên là ở nhà đâu ai nấu cơm đâu. Chị có làm một phần đem về cho má không chị? Bây giờ để ấy em đem về trước đi. Chắc em chạy đem về trước quá. Xe của chú Trọng. Mình đem về cho má, tại má không có xuống được, còn ba thì đi xuống được. Ba chắc xuống đây ăn cho vui đó chị. Chị mua bao nhiêu bún vậy chị? Mấy ký bún vậy ạ? 5 ký. Trời ơi, nó nhiều. Chào ông chủ rồi. Tâm. Tâm. Chị học chị Hồng mai mốt vô trong Sài Gòn mở bán bún bò nè. Ông chủ đúng rồi hả? Chào, vừa mở quán bún bò trong Sài Gòn nha. Bún bò ngon lắm ấy. Thì ý là biết ngon rồi nè, bây giờ học nè. Bây giờ học rồi vô trong Sài Gòn mở quán bán buổi sáng ở tiệm mình đó. Cho khán giả cho chồng. Khán giả gì? Kìa. Đây. Kìa, quay lỏng
là không giới thiệu review rồi. Rồi nãy đi cái máy nhanh. Chạy không kịp luôn á. Chỉ mà luôn nha. Chạy không kịp. Đấy, xả nè. Ớt, xả ớt cây. Đây bò. Quá trời đẹp rồi. Rồi, ngon cái đẹp. Nhỏ rồi đó. Có trà miếng nước rồi. Ủa chồng ăn bữa hàng á hả? Có ăn đâu, nước mà. Tưởng chồng ăn bữa hàng luôn. Chồng ơi đem về cho má đó chồng ơi. Ủa cho má ra đây hả? Má đâu có đi được. Chồng về, chồng về, chồng chở má đi. Rồi chơi, gọi chồng gọi điện cho chị Hạnh luôn. Trước mắt làm bao nhiêu chút đi ha. À, quay nè, quay nè, con liên liên bên đầu đây, quay nè. Đây. Nước gì không? Mâm hành. Cái nước này nước giường nữa vợ không vợ? Nước giường. Đúng rồi, đúng rồi sao? Có vậy không? Bỏ vô luôn đi. Để chưa lại khoảng 2 tô không hành thôi. Lia từ từ. Có bỏ rau vô nó mới hấp dẫn được. Lia từ từ thôi, con lia mà chóng mặt luôn á, khán giả à, coi. Đang quay mà chỉ Hân quay qua Hân ra. Sợ là không kịp. Nhiều quá. Không có kịp. Ăn một lần. Đâu em múc thịt ha. Không có vô thịt á. Vô thịt nó ấy nó rồi chứ. Bún nhiều quá. Nhiều quá. Bún nhiều quá. Mà. Tí nữa đổ nước vô nó đầy luôn á mợ. Tại vì á bỏ rau nhiều, ăn rau nhiều quá. Tí nữa đổ nước vô là đầy nhóc luôn á. Không, mấy tô này được rồi, mấy tô này ít mà. Ăn ly mấy từ từ không? Nhanh quá. Từ từ mà. Ok chị. Ok chị chồng. Chị kêu là quá nhiều cho nên là mình sẽ lấy bớt ra nha. Ăn hết rồi mình mới lấy thêm luôn. Cho nó ngon. Tô ra cái tô này nó nhiều nè. Quỳnh á, Quỳnh thấy nhiều mà Quỳnh cũng không chịu lấy bớt ra, tại Quỳnh á. Ừ, cô cũng thấy vừa mà, không nhiều đâu. Nè, quá hai tô này nè, hai tô này cho mấy đứa nít nè. Rồi mấy đứa nít chúng nó ăn thịt cho nó ăn giò. Mình chừa khoảng 3 tô là không hành. 3 tô, 4 tô không hành đi. Chừng nào ai muốn ăn hành thì mình bỏ hành vô. Ba chừa 3 tô không hành. Đây, bỏ nhiều rau, nhiều hành vô ăn cho nó đã. Rồi tiêu là để ra múc nước rồi mới bỏ tiêu chứ. Đó, xong. Ăn tiếp lại tiếp nha. Giờ là bây giờ chờ múc nước nữa thôi. Tắt rồi mà, bye bye rồi mà. Bây giờ để nước múc cái này cho ba. Cho một miếng bò lăn thôi. Dạ. Nhiều quá. Nhiều quá ba ăn mì ngán đúng không chị? Đây chị một miếng này thôi đúng không? Đã vừa con. Ba ăn không ăn thịt nhiều. Đó. Chút nước nữa. Xíu nước nữa. Nữa, chút nữa. Nữa ha. Trông. Nửa ta không. Rồi. Một miếng tiêu và tiêu nè. Rồi tôi ăn với ba chồng nha. Bữa qua nè, đưa cho ba nè. Thôi để ba ăn tô này ngon hơn chị. Đây. Thôi, thôi. Mấy chị em ở Sài Gòn về đây. Bây giờ anh có nhà em nè, làm tô bún cho vui. Cái gì vậy? Nó đi qua em. Nó đi qua wow. Ta luôn kìa. Em biết đâu nha. Khổ lắm, giờ sao bẻ được cái này ta. Qua em bị tối nè. Rồi bây giờ vô đây. Bây giờ anh ăn tú nè. Ba lô. Quỳnh đưa cái hủ tiêu cho mợ luôn đi con.
Rồi cho đưa cho thím luôn cho lộn. Này của anh Tú này nha. Đây phải cho một miếng đó, nước màu lên nó mới ra bún bò được. Quá xúc sạch. Mình không có công nấu nhưng mình có công công bưng. Công bưng nó nhiều hơn công nấu không chị? Này của anh Tú. Đưa hai đứa đi. Đây à, của anh Hải. Của ai cũng được hết trơn á. Cái nào giống cái nào. Cái gì sâu đó là được nó rồi. Chạy không kịp luôn. À, con đi từ từ thôi, biết con chạy. Lấy nước cho cậu nè. Đó. Xong rồi ít nước màu lên. Rồi. Tiêu đâu rồi? Tiêu đâu mất tiêu rồi, không biết nữa. Hủ tiêu đứa nào lấy rồi? Hủ tiêu Quỳnh lấy đâu rồi? Hủ tiêu Quỳnh lấy đâu rồi? Đây. Hủ tiêu đây. Anh làm cái nào mỡ rồi anh được. Mỡ anh. Đó luôn. Đây cục này chất mỡ nè, da nè. Anh Tú cái mỡ nè, anh Tú ăn mỡ anh này anh Tú. Này mỡ được. Hết mỡ rồi anh à. Cái gì được. Mỡ là mấy cái cục nó sẽ nổi lên như này nè. Đó. Anh Tú nó đang mở, anh Tuấn nó đang mở. Quá xuất sắc. Đây. Chị Hạnh. Chị Hạnh đi à? Chị Hạnh đi ăn đi hả mấy mẹ? Thì được chiều gặp nhau đấy. Để là được rồi. Chị Hạnh, ăn bún bò đi chứ. Mày quỷ quá đi. Quỷ gì? Tiền vô như nước sông Đà là được. Em là cô bé bán bún bò. Tôi cho ai nữa không? Chị Tùng ăn luôn chưa em múc luôn nè. Thôi để cho mấy anh ăn trước đi, chị em phụ nữ mình ăn sau. Câu là thịt. Tô bún bò này đúng chất lượng luôn. Tô bún bò này mình bán 100 ngàn một tô nha. Còn hồi đó mình sẽ thu tiền. Chị, một hồi đó em thu mỗi người 100 ngàn. Tô này quá chất lượng đúng không chị? Nè, tô này của Quang nè. Thu trà của ông Quang. Quang ơi. Rồi để múc luôn cho cô kia luôn. Nó múc cho thằng cô con của chị Thảo luôn. Đạt. Ừ. Tôi này của riêng đó chị. Quá. Nhỏ. Quá trời ngon rồi. Riêng nhỏ hả? Riêng to. Ôi ôi quá hấp dẫn luôn. Tí nước rồi. Ít tí nước nè. Nhiều đó. Nè mấy đứa ăn ngồi ăn luôn đi con. Quang qua đây ngồi luôn đây nè con, qua đây nè. Quang lại ăn đi. Đây ngồi ăn nè, có rượu nè. Quang uống rượu không Quang? Của Rin đó không? Nè con, ngồi vô đây con. Này là idol của Rin. Quang nè, để cô mở đi lấy một tô nữa. Vô đây là nó ghét cái đó, nhiều dưa. Rin ơi, Rin, con ăn tô to, tô nhỏ. Không có tô bình thường, bây giờ chỉ có tô 100 ngàn và tô 50 ngàn thôi. Ăn nhiêu? Tô to đi. Ăn tô to đi. Bán nhiêu đâu rồi hả? Cục than nè. Hồi nãy kêu cục đó là cục than. Rồi ba đi cháo nữa nè. Chị em đi dẹp trái. Rồi cho ba ăn đi. Dẹp mấy cái này cho nó gọn vô rồi ngồi ăn đi. Đũa này hả? Dạ.
em nhỏ ăn cái gì? Quá trời rồi. Hồi đi thu mỗi em 100 nghìn cũng được. Ủa cái lót sa tế này bỏ nó không ta? Thôi được rồi. Chờ xíu mình trong chồng ra sao. Chồng của tôi nè, trời ơi, mới đi event, đi ăn bún bò mà vui event rồi trời. Trời ơi trời. Chị Kim đi vòng đi chị Kim. Dạ, muốn một tô nữa hả? Muốn tô cho anh em. Quên cầm giùm cho Kim. Anh Nam con nào chị Tùng? Anh em ăn giò đi ha. Này, múc tiếp. Oh wow. Bài lại thơm. Rồi lấy một ít nước vàng lên cho nó ra bún bò này đó. Rồi tiêu. Dạ chị, em bán bún bò chị 100 ngàn tô đó, hồi em tu đó. Hấp dẫn không chị? Chua sao cái tô to nữa thì xay hết rồi. Hết chứ. Chua có gì không ấy. Đây vậy anh em. Đây đủ ra nha. Mình thấy anh em mới nói luôn nha anh em. Dạ, chở má qua kìa. Chua chao lia cũng ít kìa. Nói cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Nói cái gì mà đi vô nào vậy? Con nói mấy người kia gì á? Con nói mấy người kia nè, con hổn quá nè. Không được nghe chưa? Đây, cả gia đình tụ họp lại rất là đông. Chị Tôn, chị đi event á. Nè, có hai chị nè, cả nhà. Chị chồng của Tâm nè, đi event nè. Nhân muốn bò thôi mà gọi đồ vậy nè. Mùng 1 chuẩn bị có lên đồ nè. Ủa chị, má ăn cái gì chị? Má làm cho tôi nhỏ cho má hay làm cho tôi to? Dạ, tô của má là hai cục nạc đây chị. Ba cục nạc đây đi. Lấy múc bớt bún ra cho má. Má ơi, má ăn ít bún hả chị? Ăn ít bún ra bớt nè. Má ăn ngày lắm rồi. Làm tô này cho má. Lấy đũa rồi tắt cho con. Rồi chồng ăn đi, ngon không? Nhìn thấy hấp dẫn. Này là chị Hồng nấu, vợ chỉ có công phụ thôi. Ăn miếng à. Ăn đi cho cảm nhận chứ. Ngon không chồng? Có ngon. Thiếu cái gì nữa không? Chồng bỏ sa tế chưa? Thì thiếu mắm ớt thôi. Mắm ớt có luôn, để lấy luôn cho. Để ra đầu nó ngon. Ừ, Mỹ ăn đạt ăn chưa? Ăn rồi má, ăn rồi.